Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai vừa có chia sẻ khẳng định vấn đề Lào Cai xuất hiện những đám mây có màu đỏ lạ trên bầu trời không liên quan đến vấn đề tâm linh. Trước đó vào chiều 19 tháng 9, trên bầu trời Sapa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện những quầng mây sắc đỏ rực như dung nham núi lửa cuộn trào đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay sau đó, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội và cho rằng những đám mây có ý nghĩa về phong thủy tâm linh. Trước những thông tin trên, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy chia sẻ, mây màu đỏ xuất hiện khi ánh sáng xanh bị phân tán và ánh sáng đỏ chiếm ưu thế. Ánh sáng đỏ thường xuất hiện vào khung giờ buổi chiều muộn và buổi sáng sớm. Và mây màu đỏ xuất hiện với những điều kiện đồng thời xuất hiện như khí áp của bầu khí quyển tại thời điểm đó cao, khiến cho các hạt vật chất, bao gồm cả bụi và các hạt khí khác, bị giữ lại ở bầu khí quyển, làm phân tán ánh sáng. Hai là do thời điểm và góc chiếu. Cuối cùng là khi đám mây đủ dày và riêng biệt. Các đám mây như những màn chiếu hứng ánh sáng nên đã xuất hiện những đám mây màu đỏ trên bầu trời. Thưa quý vị, một cung trượt có chiều dài khoảng 20 mét mới xuất hiện gây nguy cơ mất an toàn cho nhiều hộ dân tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Lò Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu cho biết, cung trượt này được phát hiện vào ngày 15 tháng 9 với chiều dài khoảng 20 mét, chiều cao 12 mét từ đỉnh cung trượt đến mặt đường và diện tích cung trượt lên tới vài trăm mét vuông. Vết nứt trên cung trượt này càng mở rộng với khe hở vết nứt có những đoạn gần 40 cm và độ sụt lún lên tới 1,5 m. Vết nứt lớn nhất chia cắt toàn bộ sườn đồi thành hai phần riêng biệt, gây nguy cơ sạt lở khối lượng đất lớn đến 4 hộ dân, 18 nhân khẩu ngay ở phía dưới. Hiện đã có 2 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và 2 hộ khác đang đối mặt với nguy cơ đe dọa vùi lấp. Ngay khi phát hiện có vết nứt, chính quyền xã đã chặt hạ 2 cây to tại khu vực cung trượt để đảm bảo an toàn, đồng thời vận động bà con di rời tài sản đến nơi an toàn. Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam đối với 2 bộ xương cá ông, cá voi được phục dựng bảo tồn tại di tích Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 2 bộ xương này được Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho phục dựng hoàn chỉnh năm 2020. 2 bộ xương cá ông hay còn gọi là cá voi còn nguyên vẹn bảo tồn tại di tích Lăng Tân được các nhà nghiên cứu xác định có niên đại trên 200 năm. Bộ xương lớn có chiều dài hơn 22 mét được đặt tên là Đồng Đình Đại Vương. Bộ xương nhỏ hơn có chiều dài 18 mét được người dân gọi là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Mỗi bộ xương cá ông gồm 50 đốt xương sống, xương đầu cao 4 mét, xương ngà dài 4,7 mét. Sau khi được phục dựng, 2 bộ xương cá ông tại Lăng Tân và tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá ông được nhân dân huyện đảo Lý Sơn bảo tồn, trở thành sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc, phục vụ khách tham quan đảo. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho biết, tục thờ cúng cá ông là tín ngưỡng văn hóa đặc biệt của ngư dân miền biển. Huyện Lý Sơn may mắn đang quản lý, bảo vệ 2 bộ xương cá ông. Việc tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam với 2 bộ xương cá ông này giúp địa phương bảo tồn tốt hơn tín ngưỡng của người dân vùng biển. Đồng thời địa phương có thêm một sản phẩm du lịch độc đáo, giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Du tích Lăng Tân, nơi bảo tồn 2 bộ xương cá ông, luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá Lý Sơn. Năm ngoái, Lý Sơn đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan. Hầu hết du khách đều đến Lăng Tân để chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu về 2 bộ xương và tín ngưỡng thờ cúng cá ông. Lữ đoàn công binh 249, binh chủng công binh vừa hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên xuống sông Hồng và đang tiếp tục hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao phục vụ đi lại của người dân sau sự cố sập cầu Phong Châu qua sông Hồng xảy ra vào sáng 9 tháng 9 tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục triển khai phương án công tác phá dỡ, trục vớt kết cấu cầu Phong Châu bị sập và các phương tiện còn mắc kẹt dưới sông, thu dọn hiện trường và còn tìm kiếm người mất tích. Trước đó, ngày 19 tháng 9, lực lượng quân đội đã hạ thủy một số phao. Vị trí lắp đặt cầu phao cách cây cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 mét về phía hạ lưu sông Hồng. Bờ tả thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, bờ hữu thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Theo lãnh đạo huyện Tam Nông, các lực lượng đang tiến hành gia cố bến phà lên xuống để đảm bảo an toàn sẽ hoàn thiện thông cầu cho người dân đi lại. Nếu điều kiện thuận lợi, có thể trong 2-3 ngày tới sẽ hoàn thiện lắp đặt. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực 1 đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo an toàn. Sáng 20 tháng 9, đại diện Công an xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, một người phụ nữ địa phương suýt mất 920 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo nếu không được ngăn chặn kịp thời. Vào ngày 19 tháng 9, Công an địa phương phối hợp với chi nhánh ngân hàng Agribank ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới gần 1 tỷ đồng.
Theo đó, từ chiều 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, một đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an thành phố Hà Nội gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1958, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Quá trình nói chuyện qua điện thoại, đối tượng nói rằng bà N liên quan đến đường dây ma túy, khiến nạn nhân hoang mang, lo lắng. Sau đó, người này yêu cầu bà N cung cấp số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào tài khoản do đối tượng cung cấp, nhưng không được nói cho bất cứ ai. Trong 19 tháng 9, bà N ra quỹ tín dụng nhân dân xã Ngô Quyền rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 920 triệu đồng, rồi vùi vào tài khoản ngân hàng đã cung cấp cho đối tượng trước đó. Rất may, đối tượng chưa kịp đăng nhập vào tài khoản thì gia đình bà N đã phát hiện và trình báo với công an xã. Nhận được tin báo, công an xã Ngô Quyền đã nhanh chóng phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở xã Hồng Quang, phong tỏa kịp thời tài khoản của bà N và giữ lại được toàn bộ 920 triệu đồng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghép thận thành công cho bé trai suy thận mãn tính kèm theo bệnh lý rối loạn đông cầm máu. Bệnh Nhi là một bé trai 8 tuổi phát hiện suy thận từ khi lên 4 tuổi kèm theo bệnh nền giảm tiểu cầu, nên nhiều năm nay bé trai kiên trì điều trị định kỳ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2023, tình trạng trẻ trở nặng gây biến chứng chức năng tim phổi nên trẻ được chỉ định điều trị lọc máu. Tình trạng suy tim của trẻ cũng khiến quá trình điều trị bị ảnh hưởng rất lớn. Trẻ phải chạy thận nhân tạo hàng ngày để giảm tình trạng quá tải cho tim. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ xác định rõ các yếu tố nguy cơ, phương pháp phẫu thuật, gây mê, hồi sức cụ thể, sau đó quyết tâm ghép thận cứu sống trẻ. Ngày 27 tháng 8, các chuyên khoa trong bệnh viện cùng tham gia phối hợp thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhi 8 tuổi. Sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép thận diễn ra thành công. Hiện tại, sau 14 ngày ghép thận, trẻ hoàn toàn ổn định, tỉnh táo, ăn uống bình thường và được ra viện từ ngày 11 tháng 9. Tính đến năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép thận thành công cho gần 70 bệnh nhi. Ca ghép thận cho trẻ 8 tuổi này cũng trở thành ca ghép khó nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Nhi Trung ương. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa kết luận Sông Lam Nghệ An đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải U11 toàn quốc 2024, đồng thời kỷ luật tương ứng cho cá nhân tập thể. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ không đồng tình và khiếu nại án phạt này. Nghi vấn Sông Lam Nghệ An gian lận tuổi gây xôn xao từ tháng 7 năm 2024, mà xã hội và báo chí chỉ ra thông tin bất thường về tuổi của một cầu thủ đội U11 Sông Lam Nghệ An. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ khi đó khẳng định tuyệt đối không có chủ trương gian lận tuổi tác của vận động viên hoặc ủng hộ việc gian lận làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ. Khiếu nại của VFF cũng nhắc đến việc chưa từng nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền kết luận việc cầu thủ của đội có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai, và không biết ban kỷ luật dựa trên căn cứ kết luận nào của cơ quan công an để đưa ra quyết định đó. Thực tế, theo điều lệ giải, ban tổ chức không chỉ căn cứ vào hồ sơ được cung cấp để xác minh danh tính hợp lệ của cầu thủ. Ban tổ chức sẽ áp dụng một số biện pháp về nghiệp vụ để điều tra xác minh, để phát hiện những vi phạm trong trường hợp cần thiết. Hành động này có thể được thực hiện khi giải đấu đang diễn ra.